chuyện chưa kể về giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, nói về cố giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, chúng ta không chỉ nhớ đến người cục trưởng cục quân giới đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một trong những người đặt nền móng cho nền công nghiệp quốc phòng non trẻ, một con người dám từ bỏ công việc với mức lương tháng 22 lượng vàng để theo Bác Hồ về nước phụng sự Tổ quốc, từ bỏ cuộc sống sung sướng nơi Paris hoa lệ, chấp nhận khó khăn thiếu thốn nơi rừng sâu Việt Bắc để nghiên cứu chế tạo vũ khí, góp phần đánh đuổi quân xâm lược Pháp. Và còn rất nhiều điều về cố giáo sư mà chúng ta chưa biết hết. Và trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử xin được tổng hợp một vài câu chuyện nhỏ kể về giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người ôm mộng hải hồ. Cố giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1913 tại xã Chánh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Gia đình nghèo khổ, năm lên 6 tuổi thì cha qua đời với lời trăn trối: phải lo học hành đến nơi đến chốn, phải biết mang hiểu biết của mình giúp ích cho đời. Người chị gái là Phạm Thị Nhẫn đã phải nghỉ học, tần tảo nuôi nấng cho em ăn học. Thời đó, học trò nghèo mà được gia đình cho ăn học là rất hiếm. Cuộc sống rất nghèo đói, tù túng. Năm 1930, ông thi đỗ vào trường Petruski, nay là trường chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, và được học bổng liên tục 3 năm liền. Đến năm 1933, ông thi đậu loại giỏi bằng tú tài Tây và tú tài Ta, được học bổng đi Hà Nội, nhưng ông không đi vì ở Việt Nam không có trường cũng như tài liệu dạy về vũ khí. Sau 2 năm đi làm ở tòa sứ Mỹ Tho, ông gặp nhà báo Dương Quang Ngưu, sinh năm 1897, mất năm 1938. Một Việt kiều Pháp yêu nước làm việc ở tòa bố Mỹ Tho. Nhà báo Dương Quang Ngưu biết ông có tư chất thông minh hiếm có, đã vận động hội ái hữu trường Chesselop Laubat cấp một năm học bổng đi du học tại Paris. Học bổng này là của hội phụ huynh học sinh người Pháp và người Việt có quốc tịch Pháp mới được cấp. Ngày 5 tháng 9 năm 1933, ông xuống tàu tại bến Nhà Rồng, bắt đầu xa quê hương để sang Pháp du học. Từ Marseille, ông Lễ đến Paris trên một chiếc tàu hỏa tốc hành. Vì học bổng của trường Chesselop Laubat chỉ cấp cho một năm, để có đủ tiền cho 2 năm đại học, ông phải nhảy vào học năm thứ hai, ở nhà trọ, tìm sách tự học năm thứ nhất và dồn sức làm 16 tiếng một ngày để kiếm tiền trang trải. Quyết chí học rút 2 năm làm một, để chỉ có một năm thôi là ông Lễ đã đủ điều kiện vào trường đại học tại Paris. Cuối năm 1936, ông thi đậu vào trường quốc gia Cầu Cống và được học bổng tiếp. Ông học thêm các trường đại học Sorbonne, hàng không và lần lượt tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường Đại học Bách khoa Paris, Đại học Mỏ, Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Ít ai biết rằng, từ nhỏ ông đã nuôi mộng chế tạo vũ khí. Theo lời bà Khánh, vợ của giáo sư Trần Đại Nghĩa, thì ông từng tiết lộ rằng ông vốn kém về ăn nói, làm công tác tuyên truyền không hợp. Muốn tổ chức lực lượng đánh thắng quân thực dân thì vấn đề vũ khí là hết sức quan trọng. Những cuộc khởi nghĩa trước đó thất bại phần lớn là do vũ khí quá thô sơ. Vì thế, ông tìm cơ hội để thực hiện hoài bão nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Nhưng đó là việc vô cùng khó khăn, như sau này ông kể lại. Công việc chẳng phải là giản đơn, không một nước nào trên thế giới lại ngớ ngẩn công bố các tài liệu kỹ thuật quân sự. Đế quốc Pháp đâu phải là điên đến mức để cho một người Việt Nam, kể cả những kẻ đã vào làng Tây, được đến học ở các trường dạy về vũ khí, hay vào làm ở các viện nghiên cứu, các nhà máy sản xuất vũ khí. Vì thế, trong 11 năm đằng đẵng ấy, tôi chỉ có thể mỏ mẫm tự học một cách âm thầm, đơn độc và bí mật hoàn toàn. Ông đã tự học bằng cách lân la làm quen với người thủ thư, để cứ mỗi sáng thứ sáu, ông viết những cuốn sách muốn mượn đưa cho người thủ thư. Chiều đến nhận sách và trong 2 ngày phải đọc xong, sáng thứ hai phải trả lại thư viện để không bị phát hiện. Vì thế, suốt bao năm ở nước ngoài mà ông chẳng biết gì đến nhảy đầm, rượu Tây, cứ dành là sách và sách. Trung bình cứ 20.000 tên sách mới chọn được một cuốn có liên quan đến vũ khí. Năm 1942, để thực hành những gì mình đã học, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay Halle ở miền Trung nước Đức và Viện Nghiên cứu Vũ khí. Kỹ thuật hàng không của Đức lúc bấy giờ là tiến bộ nhất châu Âu. Mấy tháng sau, thấy không phù hợp,
ông trở lại Paris làm cho công ty Sud Avion. Chỉ một thời gian ngắn sau thì máy bay quân đồng minh đã oanh tạc tan tành xưởng máy bay Halle. Nhờ ham học, ông thông thạo các ngoại ngữ Pháp, Đức, Anh, Nga, Trung Quốc. Cách học ngoại ngữ của ông cũng lạ. Khi muốn nghiên cứu sách quân sự Đức, ông hỏi anh bạn người Đức, biết được bao nhiêu chữ thì có thể đọc được sách quân sự bằng tiếng Đức. Anh bạn trả lời, khoảng 4.000 chữ. Thế là ông mua quyển từ điển Đức Pháp khoảng 10.000 chữ và học thuộc lòng. Đến lúc nhớ được khoảng 40% là đọc sách quân sự bằng tiếng Đức được rồi. Cách học ấy cũng được ông áp dụng đọc sách triết học quân sự của các nước khác. Những chuyện chưa biết về giáo sư viện sĩ do Bác Hồ đặt tên. Tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phái đoàn đàm phán do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn qua Pháp thương thuyết với Bộ trưởng thuộc địa Marius Motet. Ông Lễ nhờ ông Hoàng Xuân Mãn, em của giáo sư Hoàng Xuân Hãn, giới thiệu với ông Phạm Văn Đồng, trình bày ý nguyện hồi hương cứu quốc. Sau đó, ông Lễ cùng các Việt kiều yêu nước hội kiến Hồ Chủ tịch. Bác hỏi, nguyện vọng của chú lúc này là gì? Ông Lễ trả lời rất nhanh, kính thưa cụ, nguyện vọng cao nhất của tôi là được trở về tổ quốc cống hiến hết năng lực và tinh thần. Bác nói rõ tình hình trong nước rất khó khăn và hỏi có chịu khổ nổi không? Ông trả lời, tôi chịu nổi. Bác lại nói, ở bên nhà không có kỹ sư và công nhân vũ khí, máy móc thiếu, liệu có làm được không? Ông đáp chắc như đinh đóng cột, tôi làm được. Và ông quyết định từ bỏ chức vụ kỹ sư trưởng ở hãng nghiên cứu chế tạo máy bay Concorde với đồng lương tương đương 22 lạng vàng một tháng để theo Bác Hồ về nước. Cùng về còn có hai trí thức trẻ là bác sĩ Trần Hữu Tước và Võ Quý Huân. Ông được kể cận Bác Hồ 102 ngày, 62 ngày tại Paris và 40 ngày lênh đênh trên biển. Ngày 20 tháng 10 năm 1946, chiến hạm Dumont d'Urville đưa Hồ Chủ tịch và đoàn tùy tùng cập bến Hải Phòng. Về nước được 7 ngày, ông được bác trực tiếp giao nhiệm vụ lên Thái Nguyên nghiên cứu chế tạo súng chống tăng dựa theo mẫu bazooka của Mỹ với hai viên đạn do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là giáo sư Tạ Quang Bửu cung cấp. Lúc này về vũ khí, ngành quân giới của ta chưa biết gì nhiều. Đồng chí Võ Nguyên Giáp nói, nghe tin anh về, anh em bên này mừng lắm. Còn át chủ bài về vũ khí của Pháp là máy bay và xe tăng, mà chúng biết rất rõ rằng chúng ta chưa hề có súng chống tăng. Ngày 5 tháng 12 năm 1946, Bác Hồ giao cho Phạm Quang Lễ làm Cục trưởng Cục quân giới, đơn vị trực tiếp sản xuất súng đạn phục vụ chiến đấu. Bác nói, việc của chú làm đây là việc đại nghĩa, vì thế từ nay bác đặt tên cho chú là Trần Đại Nghĩa, dùng bí danh này để giữ bí mật cho chú và để bảo vệ gia đình, bà con chú còn ở trong Nam mà. Bác giải thích ý nghĩa cái tên, một là họ Trần, là họ của danh tướng Trần Hưng Đạo. Hai là đại nghĩa, tức nghĩa là nghĩa lớn, để chú nhớ đến nhiệm vụ của mình với nhân dân, với đất nước. Đại nghĩa còn là chữ của Nguyễn Trãi trong Bỉnh Ngô Đại Cáo. Chú có ưng bí danh đó không? Từ đó, cái tên Trần Đại Nghĩa đã gắn với ông trọn đời. Cùng các cộng sự, giáo sư Trần Đại Nghĩa bắt tay vào công việc ngay từ tháng 11 năm 1946. Ông say mê làm việc đến quên ăn quên ngủ. Nhiều đêm ông chỉ mong cho trời chóng sáng để làm việc, nghiên cứu, thử nghiệm. Song công việc không hề dễ dàng. Ông chỉ đạo xưởng Giang Tiên sản xuất thành công một khẩu súng bazooka 60mm và 50 quả đạn. Khi bắn thử, đạn nổ nhưng chưa xuyên. Đạn bazooka của Mỹ được nhồi bằng thuốc phóng, còn ta chỉ có loại thuốc súng lấy được từ bom đạn của Pháp. Tất cả đều phải tính toán lại từ đầu và phải hiểu được những nguyên lý cơ bản về thuốc phóng, thuốc nổ. Những kiến thức sách vở 11 năm thu lượm xứ người bắt đầu phát huy tác dụng, phải làm lại từ đầu. Đáng tiếc là gần một tấn sách tài liệu về vũ khí của Trần Đại Nghĩa chuyển về nước đã bị thất lạc. Bằng trí nhớ của mình, ông cố gắng moi tất cả những kiến thức về vũ khí để kết nối, tính toán lại. Hình ảnh người kỹ sư miệt mài tính toán tốc độ cháy, đốt thử các loại thuốc súng, ngày đêm với cây thước tính trong tay đã trở nên quá đỗi quen thuộc với các cán bộ chiến khu. Chỉ một sai sót nhỏ sẽ phải trả giá bằng xương thịt của chiến sĩ nơi trận mạc. Vì thế trách nhiệm càng đè nặng lên vai ông. Những cán bộ chiến khu sau này kể lại, họ rất sợ khi đi qua phòng Trần Đại Nghĩa vì đó là nơi rất nguy hiểm. Trong căn phòng đó chứa đầy thuốc nổ đủ loại, chỗ nào cũng thấy ngổn ngang bao tải thuốc nổ. Trên mặt bàn làm việc la liệt các loại đạn bazooka. Quả thì đang nghiên cứu,
quả thì đã nhồi xong, có quả thì chưa nhồi, rồi thì hạt nổ. Kỹ sư lại có thói quen hút thuốc mỗi lúc tư duy. Rõ ràng tai họa luôn rình rập. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã đến. Cuối tháng 2 năm 1947, cuộc thử nghiệm bazooka thành công. Mức đâm xuyên của đạn vừa chế tạo đạt độ sâu 75cm trên tường thành xây gạch, tương đương với sức nổ xuyên của đạn bazooka do Mỹ chế tạo. Đêm ngày 2 tháng 3 năm 1947, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Phan Mỹ giao nhiệm vụ cho Cục Quân giới sản xuất cấp tốc đạn bazooka để cản phá cuộc hành quân của Pháp. Chúng ta đã vây Pháp hơn 2 tháng ở Hà Nội và giờ thì chúng đang tìm cách thoát ra. Ông Phan Mỹ yêu cầu: các đồng chí đã bắn thử bazooka thành công. Tuy chưa chắc chắn lắm, nhưng tình hình lúc này rất cấp bách. Sáng mai, quân Pháp có khả năng chọc thủng mặt trận cầu mới Hà Đông. Đề nghị anh Nghĩa cho nhồi gấp đạn bazooka ngay trong đêm để kịp mang đến cho đồng chí Vương Thừa Vũ trong ngày mai. Anh Vũ đang bảo vệ Bác Hồ và chính phủ ở Quốc Oai, Hà Tây. Tất cả lực lượng của cục đều được huy động nhồi thuốc, lắp đạn, cật lực suốt đêm. Đến 3 giờ sáng thì tổ nghiên cứu của Trần Đại Nghĩa cùng với anh em trong cơ quan Cục Quân giới nhồi lắp được 5 quả đạn mang mã hiệu B-60, kèm một quả đạn khói, một súng Mỹ cải tiến đưa ra mặt trận. Sáng ngày 3 tháng 3 năm 1947, máy bay Pháp bắt đầu quần đảo nhằm yểm trợ cho xe tăng, cơ giới của địch đánh chiếm thị xã Hà Đông. Quân ta bố trí dọc đê. Tại Chùa Trầm, quân Pháp sử dụng 4 chiếc xe tăng mở đường. Bên ta chỉ có đúng 5 viên đạn để bắn. Viên đầu tiên bắn ra, chiếc xe tăng đi đầu bốc cháy ngùn ngụt. Chiếc thứ hai cũng bị đạn bắn hỏng. Cả đoàn xe địch khựng lại, hỗn loạn rồi thối lui. Sự xuất hiện của một loại vũ khí mới đã khiến chúng bất ngờ và hoang mang. Ngày 3 tháng 3 năm 1947 đã trở thành một mốc son của ngành quân giới Việt Nam trong việc chế tạo khí tài, súng đạn. Chiến công này góp phần bẻ gãy cuộc tấn công của địch ra vùng Chương Mỹ, Quốc Oai. Bộ đội sau khi được trang bị nhiều súng bazooka có nhiều sáng tạo trong chiến đấu. Nếu trước kia bazooka chỉ nhắm vào các loại xe tăng, thiết giáp, thì sau này bộ đội còn sử dụng để bắn ô tô, lô cốt, dùng thay thế lựu đạn ở những nơi đối phương tập trung đông. Đạn bazooka có tầm xa tới 600m, phạm vi sát thương tới 50m, nhưng không làm hỏng vũ khí đối phương. Vì vậy, chúng ta đã tịch thu được nhiều súng đạn của giặc sau mỗi trận thắng. Từ khi đưa vào sử dụng, bazooka đã gây cho địch nhiều tổn thất lớn. Từ các mặt trận, thư của chiến sĩ gửi về ngành quân giới tới tấp. Những người lính trực tiếp chiến đấu đã có nhiều phản hồi, giúp kỹ sư hoàn thiện hơn loại vũ khí này. Súng bazooka đã trở thành nỗi kinh hoàng của kẻ địch, nhưng vẫn còn những hạn chế, chẳng hạn như tầm bắn chưa tốt. Nếu bắn cách xa 100m thì sức phá sẽ kém đi. Chiến sự ngày càng ác liệt. Ngoài bazooka, chiến trường cần phải có thêm vũ khí hạng nặng. Ông lại đêm ngày nghiên cứu. Tiếp đó là súng SKZ, súng không giật ra đời. Loại này mạnh hơn bazooka. Đó là loại súng rất nhẹ, chỉ khoảng 20kg, đầu đạn lõm cỡ 160mm, dùng để bắn vào những pháo đài kiên cố của địch. Đầu đạn xuyên thủng các bức tường lô cốt bê tông dày 600-1000mm. Chỉ sau SKZ của Mỹ mấy năm, SKZ Việt Nam xuất hiện lần đầu trong trận phố Lu, đánh phá tan tành các lô cốt địch. Sau này, trong cuốn Chiến tranh Đông Dương xuất bản tại Paris năm 1963, ký giả Lucien Bodard viết: cái thứ gây khó khăn cho chúng tôi, cái thứ xuyên thủng bê tông dày 60cm là những quả đạn SKZ. Chỉ cần vài quả là đã tiêu diệt được lô cốt của chúng tôi. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Cục Quân giới chuyển vào chiến trường 10 khẩu SKZ và 100 quả đạn. Số súng đạn này đã góp phần giúp chiến sĩ hạ gục nhiều đồn bốt của địch. Năm 1948, giáo sư Trần Đại Nghĩa được phong quân hàm thiếu tướng, trở thành một trong 10 vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khi ấy, giáo sư Trần Đại Nghĩa mới 35 tuổi. Đời tư của cụ Nghĩa lờ đễnh. Bà Nguyễn Thị Khánh bâng khuâng nhớ lại những ngày làm công tác quân y tại Cục Quân giới do cụ Nghĩa làm cục trưởng. Cô y tá xinh đẹp ngày ấy tuy có nghe về tài năng của sếp mình, nhưng trong mắt cô, cụ ta là một người lùi xùi, quần áo lôi thôi, không có gì bắt mắt, lại lớn hơn cô cả con giáp. Hồi đó, Cục Quân giới đóng trên đồi, phía dưới là trường lục quân của ông Hoàng Đạo Thúy. Để chống quân Pháp nhảy dù, giáo sư Trần Đại Nghĩa hiến kế là cắm cọc nhọn ở các khu đất trống xung quanh. Không ngờ có lần chính cục trưởng Nghĩa lại bị va trúng cọc và người chăm sóc băng bó là cô Khánh. Bà Khánh nhớ,
Đến một hôm người chị cùng đơn vị bảo Khánh, hình như ông Nghĩa để ý đến mày đấy. Mọi người vun vào, rồi chuyện gì đến phải đến. Một lễ cưới đơn sơ được tổ chức trong chiến khu. Bà Khánh kể rằng, ông cục phó Xuân có bảo anh Nghĩa là viết thư báo tin vui cho cụ Hồ và tướng Giáp để kiếm ít quà làm đám cưới. Nhưng anh Nghĩa gạt đi, nói: người ta bận trăm công ngàn việc, chuyện nhỏ thì chưa có quấy rầy. Tiệc đãi khách là những trái mắc cọc do cục trưởng Nghĩa vét túi đi mua. Khách mời phải góp tiền lại để nấu một bữa cơm liên hoan. Trong chiến khu, do điều kiện sống khó khăn, đứa con đầu lòng của hai người đã qua đời vì thiếu sữa. Đứa thứ hai đẻ rơi khi người mẹ phải chạy di tản 15 km đường rừng. Ôi, cụ Nghĩa nhà ta lơ đễnh là số 1. Bà Khánh cười thật tươi khi nói về những ngày trong chiến khu Việt Bắc gần lán Bác Hồ, tướng Giáp. Bà kể: đầu lúc nào cũng chỉ có súng với đạn, chẳng quan tâm gì đến xung quanh cả. Cả tuần không tắm, giày thì để cắp ở, quần áo thì tơi tả. Có lần đi tắm suối quá nửa ngày chưa thấy về, anh em bủa đi tìm thì thấy cụ Nghĩa nhà ta đang ngồi trên tảng đá viết những công thức ngoằn ngoèo. Nhờ giữ con thì khi về thấy con mặt mũi tèm lem, còn ba thì mải mê đọc sách. Có lần bác Hồ phải kêu lên: thím Nghĩa đâu mà để chú Nghĩa ra nông nỗi này. Tôi nhớ lúc ấy bác nuôi nhiều gà lắm, nhưng hiếm khi làm thịt. Chị Hà, vợ tướng Giáp, thỉnh thoảng lấy trứng làm bánh mời bác cùng ăn. Cũng có khi mấy gia đình cùng ăn mấy con cá mà bác câu được dưới suối. Thật là đầm ấm. Anh Nghĩa giống bác Hồ ở chỗ, con gì mình đã nuôi thì không nỡ ăn. Được cái là anh rất dễ tính, ăn uống sao cũng được. Sau này về Hà Nội, có lần đi dự tiệc về, tôi hỏi tiệc có ngon không, đáp rằng ngon lắm. Hỏi có món gì, đáp là chịu. Năm 1950, bác chỉ định Trần Đại Nghĩa kiêm chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông có dịp gặp bác thường xuyên ở các phiên họp của Hội đồng Chính phủ. Có lần bác nói với ông, đại ý là nếu vì những lý do nào đó mà cản trở công việc của chú, thì chú hãy báo cáo cho bác biết. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những ý kiến do ông đề xuất đều được Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng chấp nhận, tạo điều kiện thuận lợi làm việc. Ngày Quốc tế Lao động năm 1952, giáo sư Trần Đại Nghĩa được tuyên dương anh hùng lao động trong số 7 anh hùng lao động đầu tiên. Bác Hồ trong một bài báo ký tên là CB đã viết về ông như sau: anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa là một đại trí thức, mang trong mình một lòng nhiệt thành về phụng sự Tổ quốc, phục vụ kháng chiến. Dưới sự tin tưởng của Đảng và bác, giáo sư Trần Đại Nghĩa lần lượt giữ các chức vụ quan trọng. Ở cương vị nào, ông cũng làm trọn nhiệm vụ của một người luôn học theo tấm gương Hồ Chủ tịch, một trí thức lớn. Ngày 9 tháng 8 năm 1997, ông Nghĩa chút hơi thở cuối cùng lúc 16 giờ 20 phút trong sự tiếc thương vô bờ bến của gia đình, người thân và bạn bè. Chân dung lịch sử xin trích những vần thơ của nhà toán học Phan Đình Diệu viếng giáo sư Trần Đại Nghĩa để khép lại video ngày hôm nay. Nghĩa lớn gọi về với nước non, buồn vui đã trải cuộc vuông tròn, rèn tài văn võ thời phiêu bạt, gánh việc giang sơn thuở mất còn. Tình nặng ấy chân tình đất nước, nghiệp đời há kể nghiệp vàng son. Gốc thông đứng thẳng dầu mưa gió, để gió lành reo ngát nước non. Quý vị có cảm nhận như thế nào về cố giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.